đến của câu lạc bộ Việt Nam Cộng Hòa. Thì hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị, đây là trung tâm Tây Nam của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Xin một tràng pháo tay. Thưa quý vị, thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Nào Là Ta Về. Hồng Loan xin cảm